để Tết mình để riêng bàn thờ là ăn ở trong nhà cho anh em thôi, chứ còn có bán thì nó có công thức riêng, còn đây mình làm nên là nó khó hơn. Mình làm là bột mình tinh tay không, còn họ làm bột mình tinh tay thì nhà chỉ có máy chỉ đánh với là chỉ nướng cho mình sẵn luôn, nó tiện hơn. Mình tự tay mình làm mình mới biết được cái cảm giác cái bánh nó ngon như thế nào, và cái cực khổ họ làm ra được cái bánh cà xô. Mình ăn không, mình hưởng thụ không, mình không biết được cái cực của người làm phải không. Nào mình biết thực tế này, lần đầu tiên làm á. Mình dặn người ta ngon đi vô thử đây nè. Đập trứng ra lại trần đỏ thôi, mình tráng bỏ, em rửa đường vô, em đánh cho toàn cái đường đi, sai em bỏ bột vô, bỏ bột bên dần chạc, em bỏ vô tối em đánh, đánh cả nửa tiếng, rồi dĩa, quăng đem sao cái lòm thấy cái thấy gì đó. Đợi yêu cầu nhiều tốt đúng không? Sướng lắm, nã bất cừ nhất là vui nhất là cái bánh đầu tiên rất ngon đó. Bà chê, giờ ra chuyên nghiệp rồi đó. Đây là giờ mình ra chuyên nghiệp rồi nè. Mở bánh đi đi vô chị nha. Đáng lên mở bánh vô đi chị nha. Đây nướng đây mình hẹn nó 40 phút nó ra tao 10 phút nó ra. Bên kia cái nước thon cái hồi nó thon nó lay hộp, cái hồi thon nó không hộp đó. Nó mới điện. Rồi, chín rồi. Đâu? Đó. Bánh trù. Trù nó hột gió nè, nở hai mấy luôn rồi cha. Thích quá hè. Nó đang nó dính luôn mà. Coi nè. Tuyệt vời luôn á, quá vui luôn em ạ. À. Nó ra nhẹ sân quá quá. Cái tay từ giờ mới nướng này. Rồi cái ký ký. Em gọi thường đi thành phố có chứ. Thì mình thử luôn cho họ không được. Mình có má có đồ mình tự đánh bột luôn. Thử đồ đánh đồ luôn. Nướng cho tự. Họ tới họ yên. Còn mình yên thì mình lại thành công khó. Nãy cái gì chị xoa nhà kêu chị. Để mình đó.